Vào giữa tháng năm vừa qua thì Google đã tung ra thêm hai tính năng mới khá hữu dụng cho người dùng Google Translate hay còn gọi là Google Dịch trên thiết bị di động. Hai tính năng này có tên là Tap to Translate, tức nhấn để dịch và offline mode dùng khi ngoài tuyến. Và để hiểu rõ hơn về hai tính năng này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thủ thuật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ nói một chút về công cụ Google Translate hay còn gọi là Google Dịch. Tính đến nay thì công cụ này của Google đã tròn 10 tuổi. Từ hai ngôn ngữ ban đầu đến nay thì Google Dịch đã có thể chuyển đổi lên đến 103 ngôn ngữ trên toàn thế giới với hơn 500 triệu người sử dụng. Google đã cho biết sau khi trao đổi với hàng ngàn người dùng từ Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Thái Lan để tìm hiểu những điều cần cải tiến, thì vào giữa tháng 5 năm 2016, hãng đã cập nhật thêm hai tính năng mới là Tap to Translate và Offline Mode. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng và cách sử dụng cũng như là từng tính năng. Đầu tiên với Tap to Translate hay còn gọi là nhấn để dịch, tính năng này chỉ mới có trên các thiết bị Android thôi nha. Và nếu như trước đây nhiều người phải mất công sao chép và dán văn bản vào giữa Google Dịch và các ứng dụng khác để dịch nghĩa thì bây giờ ta chỉ cần sao chép văn bản của một cuộc trò chuyện, phân bình luận lời bài hát trong bất kỳ ứng dụng nào đang dùng và một bản dịch sẽ được hiển thị ngay, không cần phải chuyển đổi các ứng dụng. Để kích hoạt nhấn để dịch thì chúng ta hãy trước hết vào xem ứng dụng Google Dịch của mình đã cập nhật phiên bản mới nhất hay chưa. Nếu chưa, cập nhật ngay và tiếp theo quý vị hãy mở ứng dụng này lên nhấn vào biểu tượng menu hình ba gạch ngang ở góc trên bên trái màn hình sau đó chúng ta chọn cài đặt rồi chọn nhấn để dịch sau đó đánh dấu chọn vào dòng là bật nhấn để dịch vậy là hoàn thành và bây giờ hãy thử sao chép một đoạn văn bản bất kỳ trên màn hình icon nhấn để dịch sẽ tự động hiện ra để sao chép và dịch thì chúng ta thế này rất tiện lợi tính năng thứ hai là dịch ngoại tuyến hay còn gọi là chế độ offline mode chế độ này hiện có cả trên iOS và Android nha và ưu điểm của nó so với các từ điển số của các nhà cung cấp khác là dung lượng khá nhỏ, chỉ từ khoảng 25 m mà thôi cho một gói ngôn ngữ. Để dùng chế độ này thì quý vị hãy mở ứng dụng Google Dịch lên. Ngay ở phần giao diện trang chủ, quý vị chỉ cần nhấn vào mũi tên bên cạnh của ngôn ngữ thế này. Trong danh sách hiện ra ngôn ngữ nào có kèm biểu tượng tải xuống, tức là đã có các gói để tải về dịch ngoại tuyến. Quý vị cần dùng ngôn ngữ nào thì chỉ cần nhấn vào để tải về là hoàn thành. Và Google cho biết hiện nay thì hãng đã cung cấp được 52 gói ngôn ngữ offline cho người dùng. Tất nhiên đã có tiếng Việt. Và một cập nhật nhỏ khác mà tôi muốn nhắc thêm trong buổi thuật hôm nay, đó là Google cũng đã mở rộng tính năng World Lens, tức là dịch tức thì qua camera, bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Trung, bao gồm cả dạng giảng thể lẫn phổ thông. Và ta chỉ cần kích hoạt tính năng và đưa camera về phía chữ viết tiếng Trung, ứng dụng sẽ tự động nhận diện và cho ra kết quả với ngôn ngữ như ta chọn. Và trên đây là những cập nhật mới nhất về công cụ Google Dịch và cách để quý vị có thể tận dụng tối đa cho nó. Và nhất là khi dịp hè đang đến, chúng ta có nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao đúng không ạ? Google cho biết việc có thêm các công cụ dịch đắc lực sẽ giúp cho chúng ta khám phá thế giới dễ dàng hơn, kể cả khi không có Internet. Còn bây giờ, nếu như có những ý kiến đóng góp, hãy gửi về email của chúng tôi, cứ số công nghệ.fbnc.com.